Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Gobi sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách đọc cái giấy khai sinh của một con chó thuần chủng. Isiro ra đây này. Rồi. Đây là Isiro. Isiro lên video của kênh Rockville Gobi cũng rất nhiều lần rồi. Ở đấy thì hôm nay mình sẽ dùng cái giấy khai sinh của Isiro để hướng dẫn các bạn cái cách đọc cái giấy khai sinh của một cái con chó thuần chủng. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và theo dõi để xem các video mới của Rockville Gobi các bạn nhé. Thì chúng ta vào cái chủ đề ngày hôm nay là cái giấy khai sinh. Rồi, Isiro ra đây. Isiro hôm nay vẫn bế được nhé. Rồi. Ok, ngồi xuống nào. Isiro ngồi xuống. Rồi, ok, ngồi đấy được rồi. Ngồi đây. Ừ, ngồi yên đấy. Rồi, yên. Đây là giấy khai sinh của Isiro. Các bạn nhìn nhé. Đây là một cái giấy khai sinh. Giấy khai sinh thì nó sẽ có cái tem của Hiệp hội Chó Giống. Giấy khai sinh này do Hiệp hội Chó Giống Việt Nam cấp. Cái điều kiện cần để được một con chó được cấp cái giấy khai sinh này là con bố con mẹ nó phải sinh sản đủ cái tuổi sinh sản là một này. Cái thứ hai nữa là con bố con mẹ nó phải là những cái con chó thuần chủng cũng có giấy khai sinh của nước ngoài, các cái câu lạc bộ chó thuộc vào Hiệp hội Chó Giống Thế Giới FCI. Thì thông tin trên giấy các bạn có thể nhìn thấy này, tên của con chó, chủ nuôi, người gây giống, giống chó, ngày sinh, giới tính, màu sắc, số chip, số đăng ký. Những cái này là nó sẽ đều được lưu ở trên cái hệ thống của Hiệp hội Chó Giống. Isiro đi xuống dưới nào, không nhảy lên giường. Và cái các cái thông tin của con bố con mẹ, đời bố này, Bruno này, Junior Lithuania Champion này, tức là nó là cái con chó vô địch của Lithua, vô địch trẻ Junior. Cũng là thông tin giấy khai sinh nước ngoài và giấy khai sinh đăng ký tại Việt Nam của con bố. Của con mẹ thì cũng vậy, con mẹ là con Messi, là cũng còn là cái, một cái con chó mà nó giành cái danh hiệu vô địch Việt Nam, thì nó sẽ có VN Champion ở đây. Và sau đấy là tên của con chó. Các cái danh hiệu của con chó thì đều sẽ được cập nhật ở trên giấy khai sinh nha các bạn nhé. Nếu mà những cái con chó mà nó thực sự là nó đã đạt được những cái danh hiệu nào đấy, thì ở trên cái giấy khai sinh nó sẽ có những cái danh hiệu chính thống nói cái câu chuyện là cái con chó bố vô địch, mẹ vô địch, thì ở trên cái giấy khai sinh của con chó nó phải có. Đấy là cái câu chuyện thông tin đưa ra chính xác. Thì ở trên cái giấy, như ở trên giấy khai sinh của một con chó con thì nó sẽ có ba đời, bố mẹ này, ông bà nội ngoại này, và đến đời cụ. Thì nhìn ở trên đây là chúng ta sẽ thấy, cũng sẽ thấy luôn được là cái bố mẹ của Bruno luôn. Bố của Bruno thì là cái con chó có rất nhiều cái giải thưởng này, Hero này, vô địch Đức này, vô địch của ADRK, tức là chuyên của cái Hiệp hội Chó Giống Rockville của thằng Đức, rồi vô địch trẻ. Đấy, cho nên chúng ta sẽ có hết các cái thông tin đấy, và các cái giải thưởng, các cái chứng chỉ nghiệp vụ. Đây, đây là chứng chỉ nghiệp vụ này, BH này, BPG này, SCHH này. Đấy là các cái chứng chỉ nghiệp vụ, hay là con mẹ cũng thế, tất cả các thông tin ở trên này sẽ có.
hay là của Melsi thì là Pila và Quinto. Cái giấy gốc của nó là VDH này, là cái giấy của Đức đấy. Các bạn nhìn ở bên trên này, còn Hero VDH đây này. Đấy thì cái Pila với lại Quinto là hai cái con chó nhập vào Đức, nó sẽ có cái giấy VDH. Còn đây là cái giấy chứng nhận khi mà đăng ký ở Việt Nam. Thì ở các đời nó sẽ là như vậy. Thì khi mà một cái con chó nó có cái giấy tờ này thì chúng ta có thể xác nhận được là một cái con chó nào đấy mà khi nó có tranh chấp hay là nó có cái nghi vấn thì chúng ta có thể xác nhận nó bằng cái chip này. Cái số chip này. Đây. Số chip này sẽ được bắn vào con chó. Và qua cái máy quét chip thì người ta sẽ đọc được cái số chip này hiển thị ở trên cái máy quét chip để xác nhận xem là có đúng con chó không. Thì cái giấy VK này, cái giấy chứng nhận cho giống này, hay là một cái giấy tờ mà của các cái quốc gia khác thì nó đều có một cái tác dụng chung là, một là nó khẳng định cái con chó đấy là nó là một cái con chó thuần chủng, và cái thứ hai là nó cho biết cái phả hệ của con chó này cùng với các cái giải thưởng đạt được ở thời điểm con mẹ sinh ra đàn cho con. Chỉ cần là đạt được trước khi con mẹ sinh ra đàn cho con thì các cái giải thưởng nó sẽ được ghi thông tin ở trên cái giấy tờ này của cả con bố và con mẹ. Đây là Ishiro. Đây, nhìn như ở trên này thì chúng ta sẽ biết được là Ishiro là con Rottweiler, giống Rottweiler này. Ngày sinh là 21 tháng 4 năm 2019 này. Là con cái này. Màu thì nó là màu của rốt, nó chỉ có một màu thôi. Một số quốc gia thì người ta dùng cái xăm tai này, nhưng Việt Nam chúng ta thì chỉ dùng chip thôi. Hay là các cái thông tin của con bố con mẹ để mà bố mẹ ông bà, để mà khi phối giống thì chúng ta có thể lựa chọn cái nguồn gen, hoặc là chúng ta có thể so sánh với này các cái đời ông bà bố mẹ xem là nó cái con chó nó giữ lại những cái đặc điểm gì của cái dòng họ nhà nó. Thì đây là cái cách đọc thông tin ở trên tờ giấy VK, các bạn lưu ý nhé. Siro, Siro. Ishiro chào tất cả mọi người nhé. Hy vọng là cái hướng dẫn cái cách đọc thông tin ở trên giấy khai sinh của con một cái con chó bất kỳ chứ không riêng gì chó Rottweiler sẽ có ích cho các bạn trong cái việc xác nhận các cái thông tin của con chó, các cái giải thưởng của con chó, hay là hữu ích ở trong cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái con đực hay là con cái để mà kết hợp với nó để nhân giống. Chúc các bạn chăm chó vui khỏe và nhớ chia sẻ video các bạn nhé.